Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Con được biết Chúa khi nghe cái đài, lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa, khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Cảm ơn công đoàn, lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con. Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể là bí tích của lòng thương xót. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và cầu cho các bạn trẻ mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội trong tư cách là những tu sĩ, những người dâng mình cho Chúa. Và cầu nguyện xin Chúa cất đi cơn đại dịch đang có nguy cơ bùng phát tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên. Bài đọc 150 trong sách Khôn Ngoan chương 7 câu 22 đến câu 80. Chương 7 câu 22 đến chương 8 câu 1. Bài trích sách Khôn Ngoan. Nơi Đức Khôn Ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng toàn năng, nên không thể vương một tùy ố. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người. Dẫu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được mọi loài, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước, còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến ngàn đời. Trên cõi trời cao, lòng thành tin Chúa trải bao thế hệ. Ngài cùng cô đĩa cầu tồn tại mãi. Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa.
giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. Xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Chúa. Thánh Chí Ngài xin dạy bề tôi, ước gì con sống để dâng lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 17 câu 20 đến câu 25. Luca 17 20 đến 25. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thấy một đứa bé thông minh hoặc là thấy một con người lanh lợi, ta hay khen là người đó khôn ngoan. Nó bé vậy mà nó khôn ngoan lắm. Anh này anh khôn ngoan vô cùng. Thì đôi khi người ta cho rằng khôn ngoan là khôn nọ lõi, là khôn lanh. Bảo là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Cái khôn lanh, khôn lõi của thế gian không phải là khôn ngoan mà trong bài đọc 150 trích sách khôn ngoan ở đây nói tới. Những người khôn ngoan bảo là này biết cách làm giàu, này biết cách chớp lấy thời cơ, này biết lợi dụng tình thế đang lúc mà người ta cần làm, cần đeo khẩu trang vì Covid. Có nhiều người đầu cơ dốc vốn ra làm khẩu trang và thắng đậm. Có những người thì mua dụng cụ y tế, máy thở, đầu cơ. Hoặc là có những người thậm chí là đầu cơ vaccine. Nhưng mà có nhiều người đã ra tòa, nhiều bác sĩ giám đốc bệnh viện ra tòa vì tội đầu cơ tích trữ trang thiết bị y tế, dụng cụ y khoa, thuốc men, nhập lậu rồi bán lậu rồi kiếm lời bỏ tiền. Nếu mà thắng lợi thì nói là này khôn ngoan thật, khéo. Khôn ngoan đồng nghĩa với khôn khéo, rồi khôn lanh, rồi khôn lõi. Nhưng mà nếu đi tù như ông giám đốc bệnh viện Bạch Mai hay là giám đốc bệnh viện mắt ở Sài Gòn, bệnh viện Mai Hà Nội, thì người ta đâu còn khen là khôn ngoan nữa, mà có khi lại cho là khờ, nghe lời xúi dậy dại, hoặc là mà tham quá rồi thấy tiền mắt sáng lên rồi mờ hết con mắt lương tâm và làm những điều là không tốt tí nào, không được tí nào. Người bệnh người ta đau khổ như thế mà lại bóc lột trên xương máu của những người bệnh. Thuốc men nâng giá rồi dụng cụ y tế đều lên giá, chỉ có người bệnh là chịu mà thôi. Còn sự khôn ngoan ở đây là gì, thưa anh chị em và các bạn? Chúng ta tha thiết xin Chúa Thánh Thần, mình vẫn xin ơn khôn ngoan từ Chúa Thánh Thần, chứ không xin sự khôn ngoan của người thế gian, khôn lõi, khôn lanh, có khi là khôn vặt,
thằng này khôn vặt thế chứ còn cái chuyện mà đàng hoàng hay là chuyện lớn lao nó làm không được, nó chỉ cái tài khôn vặt thôi. Hay là thằng này nó khôn lỏi lắm, lỏi tì lắm, nó khôn lanh lắm, khôn lỏi đồng nghĩa với khôn lanh. Rồi khôn khéo, ăn nói khôn khéo lắm, lúc nào cũng mềm dẻo, lúc nào cũng thưa thưa bẩm bẩm, chỉ để đánh lừa những người khờ dại hay là những người mà cứ dừng lại ở những cái hình thức bên ngoài thì dễ bị người ta đánh lừa bởi cái sự khôn khéo của người ta. Còn ở đây là đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự, quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Đó là những đặc tính của khôn ngoan khí Thiên Chúa. Mà người ta đồng hóa là khôn ngoan đây là hình ảnh của một Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng thượng trí khôn ngoan. Đó, khôn ngoan của Thiên Chúa là những cái đặc tính này. Nếu mà con người chúng ta mà được khen là khôn ngoan là phải có được những đặc tính này mới gọi là khôn ngoan. Có những tính chất này mới gọi là khôn ngoan mà Thiên Chúa ban. Khôn ngoan từ Thiên Chúa, chứ không phải là khôn ngoan theo kiểu thế gian, thưa anh chị em. Thấu suốt tâm can mọi điều, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều. Ai làm được cái đó? Chỉ có Thiên Chúa thôi. Đức khôn ngoan này là chính Thiên Chúa, là đứng mà thấu suốt tâm can của những người trong sạch. Chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức khôn ngoan xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng và không thể vương một tỷ ấu. Con người có ai có đức khôn ngoan như thế không, thưa anh chị em? Không thể được, chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa mới là đấng không thể vương một tỷ ấu, rực lên trong ngần vinh hiển đấng toàn năng và tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa. Và đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Mỗi người anh chị em mình xin cho được cái ơn khôn ngoan đó. Xin cho được ơn khôn ngoan là xin cho mình là tấm gương trong, chứ không phải là mờ, là đục. Tấm gương trong ấy phản ánh hoạt động của Thiên Chúa. Mà hoạt động của Thiên Chúa là gì? Là tỏ ra lòng nhân hậu của người. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng phải phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu và là tấm gương trong để mà phản ánh hoạt động của Thiên Chúa. Và nhất là mỗi người tha thiết này xin Chúa cho mình được trở thành hình ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa, hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Làm sao mà qua cách ăn nết ở, qua cách sống của mình, người ta nhận ra rằng hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình? Vì cách sống của mình phản ảnh được lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Dẫu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Dẫu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Còn ai ngoài Thiên Chúa có thể làm được mọi sự nữa? Và luôn luôn bất biến, không thay đổi, không có sáng nắng chiều mưa, không có như bông hoa sớm nở chiều tàn, mà đức khôn ngoan ấy phản ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa, dầu chỉ có mình mà vẫn có thể làm được mọi sự và luôn luôn bất biến. Đức khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Ai có thể đổi mới được con người ngoại trừ Thiên Chúa?
Và Đức Giêsu Kitô đã đến để đổi mới nhân loại này, cho con người chuộc lại lỗi lầm của mình, sửa sai bằng cách Ngài chấp nhận cái chết đau thương tủi nhục trên thập giá. Và từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người. Thưa anh chị em, Thiên Chúa ngự trong tâm hồn mình và làm cho mình trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu Kitô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, ngự trong tâm hồn mình và làm cho mình được nên thánh thiện, làm cho mình trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, sai các con đi và sinh hoa trái. Và ai tuân giữ giới răn của Thầy thì không còn là tôi tớ mà là bạn hữu. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Bạn hữu, bạn thân đây mới có thể hiểu biết công việc của bạn mình làm như thế nào. Cho nên mình được gọi là bạn hữu của Thiên Chúa. Qua Đức Giêsu Kitô, nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta trở thành con Thiên Chúa, mà đây còn nói rõ mạnh hơn là bạn của Thiên Chúa, trở nên ngôn sứ của Người. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trội vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Rồi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lùi bước, còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Không gian tà nào thắng nổi Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, sự công minh chính trực của Ngài. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân kia, chân trời kia cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Trước màn đêm, ánh sáng đành phải lùi bước. Ánh sáng và bóng tối cuộc chiến. Mà trước màn đêm thì ánh sáng lùi bước để cho màn đêm nó bao phủ hết. Vì ánh sáng không đủ lực mạnh, không đủ sức để mà chống lại bóng đêm, nó dày đặc, nó bao phủ. Ánh sáng phải lùi bước, nhưng mà với Đức Khôn Ngoan, quyền năng của Đấng giàu lòng thương xót thì không gian tà nào thắng nổi. Không một gian tà nào có thể thắng nổi nếu Chúa không cho phép. Chúa cho phép đôi khi những sự giữ gian tà thắng, ánh sáng không chống nổi, bóng tối bao phủ. Và con người cảm thấy vô vọng, cảm thấy lo sợ, hoảng hốt trước cái bóng tối phủ lấp hết tất cả. Nhưng Đức Khôn Ngoan thì không gian tà nào thắng nổi. Không có gian tà nào thắng nổi. Như Chúa Giêsu đã nói với Thánh Nữ Faustina là: ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được. Có thể kẻ thù gây khó khăn khó dễ cho ta, nhưng mà không làm hại được ta. Ở đây không có sự gian tà nào mà thắng nổi được Đức Khôn Ngoan, thưa anh chị em. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia và cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Thiên Chúa cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Nếu con người chân nhận Chúa là Đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, là Vua bình an, là nguồn gốc của sự khôn ngoan, và con người múc lấy, kín lấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà đối đãi, mà cư xử với nhau, thì lúc đó con người trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chuộng và sống chung với những người như vậy. Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời này, từ chân trời này tới chân trời kia và cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Đức Giêsu Kitô đã đến. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã đến và phá tan bóng tối. Ngài nói: ta là ánh sáng đến trong thế gian. Ai theo ta không còn bước đi trong bóng tối, nhưng bước đi trong ánh sáng. Ai tin vào ta sẽ không phải chết, không phải hư mất đời đời. Chúa Giêsu là ánh sáng đến trần gian, phá tan đêm tối. Ta có đón nhận cái ánh sáng đó không? Đức Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ta có đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa hay không? Ta có xử sự với nhau theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho mình, hay là theo sự khôn ngoan tự nhiên của con người,
toan tính lợi lộc và chỉ quan hệ với những ai, những gì có lợi cho mình mà thôi. Sự khôn ngoan đó là sự khôn ngoan của thế gian. Còn sự khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô, mà người ta hỏi rằng là vậy thì triều đại Thiên Chúa bao giờ mới đến? Người ta lúc nào cũng có cái thắc mắc là khi nào tận thế đến? Khi nào là ngày quang lâm? Chúa nói là Chúa sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang của Ngài. Thì khi nào? Chuyện nó xảy ra như thế nào và lúc nào? Chúa Giêsu trả lời ngay là triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không thể nói là ở chỗ này hay ở chỗ kia, mà triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông là sao? Là Đức Giêsu Kitô đến khai mở hơi nước Thiên Chúa. Đức Giêsu thiết lập nước Thiên Chúa ở trần gian này cho những con người tin vào Chúa, và Ngài đang ở giữa chúng ta. Nước Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô đang đến, đã đến, đang hiện diện giữa chúng ta đây. Và sự hiện diện của Đức Giêsu là dấu chỉ nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa đang đến rồi, mà đang ở giữa mình, đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng nhiều lòng thương xót đang ở giữa chúng ta. Đấng nhiều lòng thương xót đang đến để kêu gọi mọi người quay trở về với lòng thương xót của Chúa để được cứu độ. Mà con người ta thì vốn hiếu kỳ, nghe nói như vậy thì là hỏi ngay ở chỗ này, triều đại Thiên Chúa vậy khi nào và lúc nào? Luôn luôn là khi nào, lúc nào, ở đâu, cách nào? Có người ta cứ thắc mắc về những cái đó, cho nên dễ bị người ta đánh lừa là sẽ đến thời mà người ta bảo anh em rằng là người ở kia kìa hay người ở đây này. Tính tò mò con người ta muốn biết ở đâu, muốn biết khi nào và muốn biết như thế nào. How, where and when. Như thế nào? How, where, ở đâu, when, khi nào, lúc nào. Người ở kia kia hay người ở chỗ này này, đừng đi và đừng chạy theo. Đừng đi và đừng chạy theo những phong trào, những lời đồn thổi, những dấu lạ này, dấu lạ kia. Đừng đi và đừng chạy theo vì muốn đến để coi Chúa đến à? Muốn đến để coi triều đại của Chúa như thế nào? Vì ánh chớp cho loài chiếu từ phương trời này sang phiên trời kia nhanh như thế nào, ánh chớp thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Con người cũng như vậy trong ngày của người, trong ngày cánh chung, ngày tận thế. Thì con người viết hóa ấy sẽ đón tiếp chúng ta. Con người viết hóa ấy sẽ đến giữa chúng ta. Và đó là thời của sự công thẳng, hết thời của lòng thương xót, và đến ngày, đến giờ, đến buổi là giờ của sự công thẳng. Mà con người ta muốn được Chúa tha thứ, muốn được Chúa cứu chữa, muốn được cứu vớt thì phải chấp nhận qua đau khổ mới đến vinh quang. Như Đức Giêsu nói, trước đó người chính là chính mình, chính Đức Giêsu phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Bị đau khổ và bị loại bỏ. Sự khôn ngoan triều đại Thiên Chúa là chính Đức Giêsu đến trần gian này thì lại bị chính thế hệ này loại bỏ và làm cho Ngài chịu đau khổ. Đau khổ rất nhiều. Vậy thì những người mà đi theo con đường lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng phải phó thác vào Chúa là không chạy theo phong trào, không chạy theo lời đồn, không chạy theo dư luận. Mình biết cái nào là đúng, biết cái nào là sai. Cần sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp mình phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là bóng tối, cái nào là ánh sáng. Con người của mình, trí khôn của mình không đủ khôn ngoan để nhận biết cái thật, cái giả, cái đục, cái trong, cái lành, cái dữ, cái thiện, cái ác.
đôi khi nó bọc với cái lớp vỏ, tưởng rằng thánh thiện nhưng mà kinh lắm ông ơi, khiếp lắm, chỉ được cái miệng thôi, kinh sách thì to lắm mà cãi nhau cũng không ai bằng đâu. Vẫn lỗi đức bác ái, nhất là lỗi đức công bằng liên tục đấy. Thế thì nếu mà chúng ta muốn được cứu độ, là tông đồ của lòng thương xót Chúa, thì mình phải đi vào con đường lòng thương xót Chúa, là con đường phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ, như chính Đức Giêsu. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu đến thì bị người ta loại bỏ và phải trải qua rất nhiều đau khổ. Vậy thì những người đi theo Chúa Giêsu, môn đệ không thể hơn thầy được, tớ học trò không thể hơn thầy được. Thế thì thầy của mình, Chúa Giêsu nói, họ đã đối xử với thầy của các con là ta đây như thế, thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên nếu mình được sự khôn ngoan của Chúa để nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Bây giờ vàng thau lẫn lộn lắm. Bây giờ ai cũng xưng là tôi thấy Chúa ở chỗ này, tôi thấy Đức Mẹ ở chỗ kia, rồi mình cứ đi chạy theo để coi Chúa với Đức Mẹ ở đâu, ở đâu, ở đâu. Mà quên điều Chúa nói rằng là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, ở trong lòng các ông, ở ngay trong trái tim của các ông. Chứ không phải ở chỗ này, ở chỗ nọ, ở chỗ kia mà đi tìm làm cái gì, đi điều tra làm cái gì. Mà nước Thiên Chúa đang ở giữa, chính Chúa Giêsu đang ở giữa mình và Chúa Giêsu đang ở trong trái tim của mình. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Hãy đến ở lại trong tình yêu của Thầy, ở lại trong tình yêu của Chúa, là riêng mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa và nhận biết còn có Chúa đang ở với mình, đang ở giữa mình, ở với mình. Cho nên cùng với mình Chúa chịu đau khổ, cùng với mình Chúa gánh vác tất cả những đau thương của trần gian, những oan khiên, oan trái, oan ức. Chúa cùng chịu với mình, ở giữa mình mà. Và Chúa thấu hiểu lòng của mình. Mình bị oan ức ư, mình bị coi thường ư, mình bị coi rẻ ư, mình bị nghi ngờ ư, thì có Chúa hiểu mà, có Chúa thông cảm mà, có Chúa thấy rõ mà. Cho dù người ta có chê cười, cho dù người ta có nói đen thành trắng, trắng thành đen, hay là uốn cong uốn gì đi nữa, thì có Chúa hiểu mình, có Chúa ở với mình. Còn gì nữa mà phải bối rối lo lắng đi tìm ở đâu, chạy chỗ này chạy chỗ kia, chạy chỗ này chạy chỗ kia làm cái gì. Thế anh chị em rồi dẫm đạp lên nhau, rồi có khi chết nữa. Còn đây mình biết rằng là phải trải qua đau khổ, loại trừ mới đến được vinh quang. Và ngày cánh chung, ngày Chúa đến trong vinh quang của Ngài, thì cái ngày đó không ai biết được. Ngày đó hoàn toàn bất ngờ. Vậy thì mình đừng có hỏi là khi nào và lúc nào và ở đâu. Nhưng mà điều quan trọng là lúc nào tôi cũng sẵn sàng, bất cứ ở đâu. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng, bất cứ ở đâu. Khi nào tôi cũng sẵn sàng, bất cứ chỗ nào. Đó, thái độ của người tin thác vào lòng thương xót Chúa, tông đồ của lòng thương xót Chúa là Chúa đang ở với tôi, ở giữa tôi đây. Cho nên chuyện mà Chúa cho nó xảy đến, ở chỗ này hay ở chỗ kia, cách này hay cách khác, đó là quyền toàn năng của Chúa. Tôi không có chạy theo chỗ này, chạy theo chỗ nọ, theo chỗ kia, cứ tò mò thấy cái chỗ này đồn, thấy chỗ kia đồn, thấy chỗ kia đồn. Mà hãy xác tín được rằng là tâm hồn tôi, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, Chúa đang ở trong tôi, trở thành bạn hữu của Chúa. Mà tôi có rước Chúa vào trong lòng, tôi có đón Chúa vào trong lòng và có đối xử với Chúa như là một người bạn hữu, người bạn thân tình hay không. Xin Chúa cho mỗi người được ơn khôn ngoan của Chúa, để nhận biết sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ cách thức nào, ở đâu, lúc nào, luôn luôn xác tín rằng có Chúa đang hiện diện với mình, có Chúa đang ở giữa mình. Và xin Chúa ban cho sự khôn ngoan của Chúa để biết cách ứng xử, để biết cách xử sự như là những người con cái của Chúa, những người đi trong ánh sáng. Ta thành lặng cầu nguyện cho những người đang bối rối, hoang mang, lo lắng
đi tìm những dấu lạ cho họ xác tín vào Chúa. Không phải đi tìm kiếm ở đâu mà Chúa đang ở trong trái tim riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa, để ký múc lấy sự khôn ngoan từ Chúa mà xử sự với nhau như những người con của Chúa, tông đồ của lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng để đón Chúa vào trong tâm hồn mình. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Con tìm đến Chúa, nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, thành tâm sẽ được chữa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin thắng. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót.